12 độ hướng Bắc. Có 5 đối tượng ở bên trái, 3 đối tượng ở bên phải. Chú ý. Tấn công. Đối tượng đang di chuyển. Tiến gần hơn. Đội số 1 di chuyển. Đội số 1 di chuyển. Về chuông. Điều kiện ánh sáng thay đổi. Đội số 1 nhanh chóng thêm filter. Luga. Video này được tài trợ bởi Chicken Plus. Filmmaker, một cái danh xưng hoa mỹ, nhưng với tôi, đó chỉ là một người lính thuê. Mà lính thì phải có vũ khí. Một con Mirrors trần trụi với Landskid là sự xúc phạm nặng nề trước mặt kẻ thù. Súng phải to thì mới thể hiện được độ nét của người chiến binh. Và đây là setup handheld làm tăng độ đẹp trai của tôi. Các bạn thấy sao? Gà ngon không hả? Đừng quên subscribe, đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo và full setup rig handheld như thế này nhé. Jason sẽ gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Peace. Dính em đóng mà. Không sao. Luga. Luga. The f*** Luga.